Đây là một bộ phim kết hợp giữa hai diễn viên đình đám đó là Nguyễn Kinh Thiên và Trương Quân Ninh. Với hình thức giết người vô cùng man rợ, phía cảnh sát sẽ giải quyết nó như thế nào? Chúng ta cùng đón xem nhé! Câu chuyện bắt đầu vào đêm giao thừa. Ngô Khiết là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhưng lại muốn tự tử trong chính chiếc ô tô của mình. Nào ngờ đúng lúc này cửa sổ ô tô của cô bị đập một cách bất ngờ làm phát đạn có bắn bị trượt lên nóc xe. Cô gái tóc vàng nhìn thấy cảnh này thì sợ đến mất hồn hốt hoảng chạy khỏi đó. Ngô Khiết nhận ra cô gái tóc vàng có điều gì đó không ổn nên bắt đầu rời khỏi xe đi theo hướng của đối phương. Đúng như mong đợi, cô đã tìm thấy một thi thể nữ giới với mái tóc ướt đẫm dưới cống thoát nước. Cô nhanh chóng gọi đồng đội đến hiện trường vụ án để tiến hành điều tra. Đội trưởng của Ngô Khiết rất tò mò không biết vì sao đêm giao thừa cô không ở nhà mà lại chạy tới nơi hoang dã thế này. Khi vào xe của cấp dưới thì anh tìm thấy một viên đạn. Điều này lập tức khiến anh cảm thấy lo lắng. Thì ra Ngô Khiết có một vị hôn phu, anh ấy vừa là đồng đội và là người yêu của cô. Hai người đã yêu nhau tới mức bàn đến chuyện kết hôn nhưng bạn trai cô lại mắc chứng trầm cảm trầm trọng. Đêm đó anh ấy uống rượu trong xe rồi cầm súng kết thúc cuộc đời mình như cách thức Ngô Khiết làm lúc nãy. Điều này đã trở thành cơn ác mộng của cô, đó là lý do vì sao cô lại muốn kết liễu đời mình trong xe ô tô. Bên này Lâm Hữu Sâm là chủ của một cửa hàng tạp hóa. Bên cạnh đó anh còn bí mật tham gia vào một cơ quan lao động bất hợp pháp. Anh và bạn gái của mình đã chia tay được một thời gian rồi. Hôm nay bạn thân của anh đến thăm vì nghi ngờ Hữu Sâm đã lái xe mình đi mà không thông báo. Điều này sẽ là một chi tiết liên quan tới chuỗi diễn biến tiếp theo. Bên này đội trưởng muốn ngăn Ngô Khiết làm chuyện ngu ngốc nên đã sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho cô. Đó là đưa một tân binh nữ mới đến làm quen với công việc. Sau đó cô đã vào phòng khám nghiệm để nghe kết quả từ pháp y. Nạn nhân là phụ nữ, nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt oxy và ngộ độc khí carbon. Trên tay cô ấy có vết chói và ngực trái có một vết khâu hình chữ C, cổ cô ấy có một vết thủng và ngón tay đeo nhẫn đã bị cắt đi. Mọi người thường đến Thái để xăm nó với mục đích thu hút tài lộc. Họ đã xác định nạn nhân có thể là một lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp ở một cơ quan nào đó. 9 ngón tay còn lại của cô ấy đã bị hủy dấu vân tay hoàn toàn nên rất khó để có thể xác định danh tính. Sau khi khám nghiệm tử thi, pháp y còn phát hiện ra nạn nhân đã bị hung thủ moi tim một cách vô cùng vô nhân đạo. Ngô Khiết đưa ra phán đoán rằng hung thủ có thể là người buôn bán nội tạng nhưng pháp y đã phủ nhận. Vì nguyên nhân cái chết của nạn nhân là ngạt khí oxy. Vết thương trên cổ cũng mất nhiều máu nên tim của cô ấy sẽ không còn giá trị đem bán nữa. Những điều này cũng sẽ giúp hung thủ dễ dàng moi tim ra nhưng mục đích của hắn là gì thì hiện tại vẫn chưa rõ. Theo kiến thức y học, người ta cho rằng máu từ ngón tay đeo nhẫn sẽ chảy trực tiếp về trái tim theo hệ tuần hoàn trong cơ thể con người. Vì vậy khi xưa họ đã đặt cho mạch máu dẫn này một cái tên Latin rất lãng mạn là Vena Amoris. Điều này cho thấy hung thủ có thể là một kẻ bị tổn thương nặng nề về tinh thần. Khả năng hắn muốn trả thù nạn nhân nên mới gây ra vụ án này rất cao. Động cơ thuộc về tinh thần nên vụ án cũng trở nên phức tạp hơn. Hiện tại phía cảnh sát chỉ có một manh mối duy nhất, đó là người chết là một công nhân lao động đến từ nước ngoài. Mỗi năm có tới hàng chục nghìn lao động bị mất tích được báo cáo tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh nên việc tìm ra danh tính của người chết hiện tại như mò kim đáy bể. Khi vụ việc đi vào bế tắc khiến cảnh sát không thể làm gì được thì có một cuộc gọi tới đã mở ra bước đột phá cho vụ án này. Đó là một cuộc gọi nặc danh và đến từ hộp điện thoại công cộng. Khi mọi người tới đó thì xung quanh chỉ có một cái hộp màu đỏ. Cảnh sát tưởng đó là bom nên đã nhờ chuyên gia xử lý tới. Tuy nhiên khi đến gần đó thì mới phát hiện nó chỉ là một gói hàng bình thường. Bên trong chứa hình ảnh của người quá cố và em gái cô ấy. Ngoài ra còn có một đôi còng tay bằng bạc bị hỏng. Điều này đã chứng minh những vết bầm tím trên tay chân người quá cố đến từ đâu. Mặc dù không tìm được thêm manh mối cho vụ án nhưng ít nhất bây giờ họ cũng xác định được người mất là ai. Ngoài ra cảnh sát còn tìm được một dấu vân tay từ băng dính trên bao bì. Theo dữ liệu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, người đàn ông này tên là Aman, anh ấy đã mất tích được 10 năm rồi. Ngô Khiết nghĩ mục đích của người gọi điện là muốn tiết lộ danh tính của nạn nhân để phía cảnh sát có thể điều tra. Bên này do sự mất tích của chị gái nên cô em đã tìm tới Lâm Hữu Sâm. Cô ấy nói mình đã mất liên lạc với chị được một tuần rồi. Lâm Hữu Sâm nghe xong thì thừa nhận anh đã chia tay với bạn gái. Kể từ lúc chia tay anh không còn liên lạc với cô ấy được nữa. Vì biết tình hình nghiêm trọng nên anh đồng ý giúp cô em tìm ra tung tích của người chị. Anh còn đưa cô ấy đi làm giấy chứng minh thư giả. Khi đến studio, ông chủ đã giúp cô em chụp ảnh ID. Sau khi đã xác định được danh tính nạn nhân, Ngô Khiết bắt đầu kiểm tra hồ sơ cuộc gọi của cô ấy. Điều bất ngờ ở đây là mọi người phát hiện cách đây 4 ngày cô ấy đã gọi điện cho một người phụ nữ tên là Iati. Nhưng theo suy đoán của pháp y thì nạn nhân đã chết được một thời gian rồi. Ngô Khiết bắt đầu liên kết các manh mối và người liên quan lại. Hiện tại người đã khuất có một người em gái, dấu vân tay của một người đàn ông tên là Aman và cuộc gọi đến người Iati. Ngoài ra Ngô Khiết còn tìm thấy một số điện thoại gọi tới rất nhiều lần cho nạn nhân, đó không phải ai khác mà chính là Lâm Hữu Sâm. Đây không phải là sự trùng hợp và khá dễ hiểu khi bạn trai cũ lại là người gọi nhiều cho cô ấy. Thế là Ngô Khiết và tân binh mới đã tới cửa hàng tạp hóa của Lâm Hữu Sâm để tìm anh ấy. Ban đầu anh ấy bối rối phủ nhận mình quen biết với nạn nhân nhưng đến khi anh nhìn thấy thi thể của bạn gái cũ thì cảm xúc của anh lập tức bị phá vỡ. Khi anh ra ngoài chờ đợi thẩm vấn thì gặp được một người bạn khác.
Anh ta cảnh cáo Hữu Sâm rằng cảnh sát đang nghi ngờ anh là hung thủ nên mới đưa anh tới đây nhận xác. Ngoài ra anh ta còn nói mình đã từng bảo Hữu Sâm đừng quen con gái Thái. Anh ta nghĩ người lao động nhập khẩu từ nước ngoài là những người không sạch sẽ nên khả năng Hữu Sâm đã mắc bệnh là rất cao. Điều này lập tức khiến anh tức đến nỗi lao vào đánh nhau với anh ta vì đã dám xúc phạm bạn gái cũ của mình. Cảnh sát xung quanh nhanh chóng ngăn cuộc cãi vã lại. Điều này cũng giúp Ngô Khiết xác định mối quan hệ giữa Hữu Sâm và nạn nhân có sự gắn kết không tầm thường. Trong lúc thẩm vấn, Hữu Sâm đã thừa nhận mình là bạn trai cũ của nạn nhân. Trước khi chia tay, cô bạn gái đã đề nghị kết hôn nhưng Hữu Sâm không đồng ý. Vì thế họ đã xảy ra một cuộc tranh cãi rất lớn và chia tay. Kể từ đó, Hữu Sâm đã gọi cho nạn nhân rất nhiều lần nhưng không nhận được câu trả lời. Cho đến khi gặp lại bạn gái lần nữa thì cô đã trở thành một cái xác lạnh lẽo. Trước sự tra hỏi của cảnh sát, Lâm Hữu Sâm thật sự không giữ được bình tĩnh nữa. Anh biết mình đang bị nghi ngờ là hung thủ nên lập tức khẳng định tình cảm giữa mình và bạn gái. Trong khoảng thời gian nạn nhân bị làm hại, Hữu Sâm chắc chắn mình không gặp cô ấy cho đến ngày nhận xác hôm nay. Tân binh sau đó hỏi anh vì sao chia tay rồi mà vẫn gọi điện cho cô ấy. Hữu Sâm cảm thấy rất nực cười trước câu hỏi này và cho rằng tân binh còn trẻ, chưa từng yêu nên mới hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Phía cảnh sát nghi ngờ do nạn nhân có người đàn ông khác nên Hữu Sâm mới thù hận rồi ra tay với cô. Anh rất tức giận trước nghi vấn này, bây giờ người anh yêu thương đã mất mà cảnh sát lại quan tâm liệu anh có bị cắm sừng hay không. Anh thậm chí còn nói rằng mình không hề biết những người còn lại liên quan tới vụ án. Vì không có bằng chứng thuyết phục cho rằng Hữu Sâm là hung thủ nên cảnh sát đành phải để anh về nhà. Anh không dám nói sự thật cho cô em gái biết nên đã đưa cho cô ấy một khoản tiền rồi thu xếp để cô rời khỏi đất nước này một thời gian. Cô em gái vẫn chưa tìm được tung tích của chị gái nên không muốn rời đi chút nào. Tuy nhiên Hữu Sâm vẫn cố gắng đẩy cô lên taxi làm cô tức giận, tới mức làm chảy chiếc xe. Cảnh tượng vừa rồi đã được Ngô Khiết và tân binh ngồi trong xe quan sát. Cô cảm thấy Lâm Hữu Sâm đang giấu bí mật nào đó nên mới tới đây thả dây bắt con cá lớn. Sau đó cô theo anh tới một nhà máy ở ngoại ô. Mục đích của Hữu Sâm là tới tìm người đàn ông tên Aman. Đối mặt với sự áp bức của Hữu Sâm, anh ấy chỉ có thể giải thích rằng mình không phải là người đã giết nạn nhân. Vừa nói xong Aman lợi dụng sự thiếu chuẩn bị của anh để bỏ trốn khỏi đó thì vô tình đụng phải Ngô Khiết. Hai người phụ nữ nhanh chóng chạy theo để bắt anh ta nhưng trong quá trình truy bắt, nữ tân binh đã vô tình rơi vào bể nước. Ngô Khiết không còn cách nào khác đành phải đưa đồng đội của mình lên trước. Bên này Aman đang chạy điên cuồng còn Hữu Sâm ở phía sau thì liều mạng đuổi theo. Cuối cùng anh cũng bắt được Aman thành công. Lâm Hữu Sâm chỉ muốn biết sự thật nhưng Aman không nói gì mà chỉ cố gắng thoát khỏi đó. Sau đó Ngô Khiết và tân binh đã đuổi tới. Vì tân binh là người không có kinh nghiệm nên đã phạm phải sai lầm. Thay vì còng tay Aman thì cô lại bắt nhầm Hữu Sâm, cứ thế bốn người bị vướng vào nhau. Tai nạn bất ngờ xảy ra, trong lúc cự cãi, súng của Ngô Khiết vô tình rơi vào tay Aman. Những người còn lại cố gắng bảo anh ấy bình tĩnh lại nhưng lúc này Aman lại vô cùng suy sụp tinh thần. Anh khẳng định mình không giết nạn nhân rồi bóp cò tự vẫn ngay tại đó. Điều này lập tức khiến Ngô Khiết choáng váng khi hình thức đối phương tự tử y như người bạn trai quá cố của cô. Vụ việc này khiến Ngô Khiết bị đội trưởng chỉ trích nặng nề. Anh không cho phép cô tiếp tục điều tra nữa. Vụ án này sẽ chuyển sang đồng nghiệp khác tiếp quản. Điều này làm Ngô Khiết rất bất lực. Cô biết dù mình có nói gì đi nữa thì đội trưởng cũng sẽ không tin. Sau sự việc này Ngô Khiết chắc chắn Aman và Hữu Sâm là người vô tội. Cô nghĩ tới đêm giao thừa định mệnh vừa rồi, nếu không phát hiện ra cái chết của nạn nhân thì cô đã chết trong xe rồi. Chính nạn nhân là người đã cứu sống cô nên vụ án này cô phải theo nó tới cùng. Lâm Hữu Sâm rất cảm động trước lời tâm sự chân thành của Ngô Khiết. Đêm đó anh đã gọi cô tới một cái đồng hoang trong khi mình thì đang đào sâu vào đất, thì ra anh đang đào mộ. Dù không biết thi thể là của ai nhưng Ngô Khiết vẫn giúp anh một tay rồi hai người đem xác về cửa hàng tạp hóa của Lâm Hữu Sâm. Người thiệt mạng cũng là một lao động nhập khẩu, cô ấy là người Indonesia. Khi kiểm tra họ phát hiện cái chết của cô ấy cũng đau khổ không kém. Cô đeo một cái vòng bạc ở tay và chân. Giống như bạn gái của Hữu Sâm, thi thể lần này cũng bị chặt đứt ngón tay đeo nhẫn và trái tim thì bị xé toạc. Phương thức phạm tội của kẻ sát nhân hoàn toàn giống nhau, điều này cho thấy đối phương là kẻ giết người hàng loạt. Lâm Hữu Sâm nói cách đây vài ngày, anh đã nhận được điện thoại của nhà máy vì họ phát hiện ra một cái xác của công nhân nước ngoài đã mất tích từ lâu. Ông chủ nhà máy đã yêu cầu Hữu Sâm xử lý xác. Vì nhà máy làm việc này bất hợp pháp nên chuyện công nhân nước ngoài chết rất thường xuyên xảy ra. Hữu Sâm biết nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì nhà máy sẽ lập tức bị đóng cửa. Anh không còn cách nào khác đành phải đem xác đi chôn vì công việc của mình. Đó là lý do vì sao anh biết thi thể được chôn ở đâu nên đã đào lên tìm thêm manh mối. Ngô Khiết nhận ra người phụ nữ này đã từng liên lạc với nạn nhân đầu tiên nên lập tức gọi cho tân binh bảo cô ấy điều tra hồ sơ. Kẻ sát nhân chắc chắn đang nhắm vào những nữ công nhân nước ngoài đã mất liên lạc từ lâu. Hung thủ có thể đã sử dụng điện thoại của nạn nhân để liên lạc với nạn nhân tiếp theo. Nữ tân binh đã tìm thấy một thông tin quan trọng rằng thời gian mà nạn nhân bị giết sẽ trùng với ngày sinh nhật của họ. Điện thoại di động của người phụ nữ Indonesia cũng đã liên lạc tới nạn nhân tiếp theo, đó là em gái của nạn nhân đầu tiên. Cuộc gọi cách đây 4 ngày, Hữu Sâm nghe xong thì liền khẳng định điều đó vốn không thể nào xảy ra vì anh đã chôn xác nạn nhân vào ngày 1 tháng 1 năm nay. Tất cả không phải là trùng hợp ngẫu nhiên mà là kế hoạch đã được hung thủ chuẩn bị từ trước.
Mọi người đã đoán được nạn nhân tiếp theo nên Hữu Sâm lập tức gọi cho cô em gái nhưng không thấy ai trả lời. Hai người vội vã tới nhà bạn thân Hữu Sâm vì anh đã nhờ anh ấy chăm sóc cho cô em gái tới ngày cô ấy bay. Nào ngờ khi họ đến thì hai người họ đã mất tích, ở nhà chỉ còn một đống hành lý. Hai người nhanh chóng trích xuất camera ở bãi đỗ xe thì phát hiện bạn thân và cô em gái đã rời đi cùng nhau. Hữu Sâm lúc này không được bình tĩnh cho lắm nên vội vã đi khắp nơi để tìm bạn thân vì cứ nghĩ anh ấy là hung thủ. Vừa tới nơi, Hữu Sâm đã tẩn bạn mình còn tân binh thì vội vàng bắt anh ấy lại trong khi anh ấy không biết gì. Bạn thân than rằng cô em gái đã làm chầy xe anh ấy, bây giờ anh còn không có tiền sửa xe thì đã phải trả thêm phí đi bệnh viện. Ngô Khiết nhanh chóng tìm được vết lõm trên xe. Theo màn hình giám sát, chiếc xe chở cô em gái hoàn toàn nguyên vẹn không có vết chầy nào. Điều này chứng tỏ người đã đưa cô em gái đi và bạn thân Hữu Sâm là hai người khác nhau. Mọi người nhanh chóng tìm manh mối từ chiếc taxi nguyên vẹn đó, rất nhanh đã tìm được bãi đỗ xe. Khi Hữu Sâm quan sát bên trong thì hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy chứng minh thư của bạn thân mình. Tên đúng là của anh ấy nhưng ảnh ID thì lại là của chủ studio chụp ảnh. Thì ra ông ta đã thông qua việc giúp mọi người làm chứng minh thư giả để ăn cắp thông tin. Đó là lý do vì sao ông ấy lại có thể ra vào chung cư của họ mà không bị bắt lần nào. Hung thủ đã lộ diện, đó là ông chủ studio làm chứng minh thư lậu. Ông ta hiện tại ăn mặc vô cùng sang trọng đi tới gần cô em gái rồi chúc mừng sinh nhật cô ấy. Bên cạnh đó ông ta còn đốt than rồi cài kính căn phòng, đó là lý do vì sao nạn nhân lại chết vì ngạt khí oxy và ngộ độc carbon. Khi ông ta lái xe tới bãi đỗ xe thì đã đụng độ Ngô Khiết và Lâm Hữu Sâm. Ông ta định lùi xe lại chạy trốn thì đụng trúng một chiếc xe khác. Thế là ông ta đã lấy dao trong hộp rồi lao ra ngoài muốn bỏ chạy. Tân binh lao tới đối đầu với ông ta trực diện, may mắn là Hữu Sâm đã tới kịp thời. Ngô Khiết phụ trách việc bắt ông ta về đồn còn Hữu Sâm thì đưa tân binh tới bệnh viện vì cô ấy đã bị ông ta đâm trúng. Trên xe Ngô Khiết hỏi ông ta tung tích của nạn nhân nhưng đối phương không chịu nói gì. Sau khi đưa tân binh tới bệnh viện, Hữu Sâm và Ngô Khiết lập tức chạy tới studio của hung thủ. Khi lên tầng 2, anh đã phát hiện khắp nơi trên này đều được trang trí bởi hình ảnh trước khi chết của công nhân nước ngoài. Đây rõ ràng là hành vi vô cùng biến thái của kẻ tâm thần kia. Điều khiến Hữu Sâm suy sụp hơn là bạn gái cũ của anh cũng là một trong số đó. Nhìn khuôn mặt đau khổ của cô ấy, anh hối hận khi xưa đã không mạnh mẽ hơn trong việc tìm kiếm người mình yêu. Anh tự trách bản thân rằng chính mình đã đẩy cô vào địa ngục này. Khi Lâm Hữu Sâm mở cửa tủ thì còn sốc hơn. Bên trong là toàn bộ trái tim của những nạn nhân đã chết, chúng được ngâm trong một dung dịch đặc biệt. Ông ta trưng chúng giống như một tác phẩm nghệ thuật mà mình đã đạt được. Bên cạnh đó còn có một số ngón tay, trái tim Hữu Sâm chết. Anh lao tới muốn bóp chết con quái vật trước mặt. Ngô Khiết muốn ngăn cản nhưng Hữu Sâm lúc này không còn ý chí con người nữa. Cô không còn cách nào khác ngoài việc bắn vào chân Hữu Sâm rồi đưa hung thủ rời đi. Ông ta đã đưa cô tới nơi mình giấu nạn nhân. Cô ấy hiện tại bị trói và bất lực nhìn bản thân chết dần trong đống than cháy. Nguyên nhân ông ta giết người là do vết thương tinh thần trong quá khứ. Vợ hung thủ cũng là công nhân nước ngoài nhưng sau đó hai người họ đã chia tay. Cô ta không chỉ lừa dối tình cảm của hung thủ mà còn đánh thuốc mê vào ngày sinh nhật để lấy đi toàn bộ tài sản của ông ta bỏ trốn. Đó là lý do vì sao ông ta luôn nhắm vào công nhân nước ngoài để trả thù trong oán hận. Tận hưởng niềm vui khi tra tấn họ và xem đó như thành quả của mình. Khi tới nơi, hung thủ mở cửa nhưng sau đó đã giở trò đóng nó lại lập tức làm ngón tay Ngô Khiết bị vướng lại. Cô nhanh chóng bắn vào cửa, mặc dù đối phương đã lùi lại nhưng ông ta đã bắt lấy được nạn nhân mà con tin. Ngô Khiết không còn cách nào khác đành phải bỏ súng xuống trong tình huống này. Hung thủ liên tục đe dọa cô phải lùi ra sau, rồi đẩy xe lăn tới chỗ cô. Ông ta nhân cơ hội đó mở khóa mật mã rồi trốn khỏi đó. Ngô Khiết không từ bỏ mà lao về phía trước xung đột với hung thủ. Nào ngờ ông ta lại lấy màng nhựa quấn mặt cô lại làm cô suýt thì chết ngạt. Trong lúc giằng co, Ngô Khiết đã bắn chết đối phương để có thể giải thoát cho chính mình. Cuối cùng thì Ngô Khiết cũng đã giải cứu thành công nạn nhân. Vụ án chính thức khép lại, Hữu Sâm sau khi băng bó